Harman Kardon là một cái tập đoàn âm thanh lớn của Mỹ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái rè âm ly đến từ thương hiệu này. Model là 21 Harman Kardon Citation 21, hay còn gọi là Citation 21. Cái chữ Harman Kardon ở bên góc kìa. Con này thì có ba lăng bass treble, đặc biệt có chức năng low neck này nha. Thì cái low neck bấm này nó đánh rất là lực. Hàng Mỹ, điện 120V, sản xuất tại Nhật Bản. Máy rất là nặng và khủng, giá chỉ có 6 triệu 200 ngàn thôi, 6 triệu 200 ngàn, một cái rè Mỹ Harman Kardon rất là đẹp nha. Con này thì phải nói là đẹp tuyệt vời luôn, size 43. Bây giờ mình quay ra phía sau nha, lát nữa mình mở trong máy các bạn xem luôn. Made in Japan. Harman Kardon thì hàng Mỹ nhưng mà sản xuất thì gần như tất cả đều tại Japan thôi. Các cái ngõ vào, đặc biệt con này có ngõ phono MMMC, ngõ CD Direct, ngõ CD Thunder. Các cái ngõ các bạn thấy còn rất là vàng luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo bên trong cho các bạn xem nha. Tháo bên trong các bạn xem máy. Chữ 6 triệu 2 con rè Harman Kardon Citation 21 nè. Bên trong rồi, nhưng mà trước khi quay bên trong thì mình giới thiệu. Bên mình có bán USB chép nhạc sẵn luôn. USB 1T này là 2 triệu rưỡi nè. Chứa được khoảng là 15.000 bài nhạc, tương đương với khoảng 1.500 cuốn đĩa. Còn có USB 128GB thì giá rẻ hơn nhiều, 800.000. Tuy nhiên thì nó chứa 2.000 bản nhạc thôi. Thì USB 128GB nó chỉ có nhạc Việt. Còn USB 1000GB này nè, 1T này này thì có thêm nhạc quốc tế, nhạc đi đi và nhạc Việt nhiều hơn nha. Rồi bây giờ quay vào cái máy. Bên trong rất là đẹp. Đây là cái bộ xử lý Harman Kardon này. Đó, máy như mới. Linh kiện khủng nha. Rồi. Tiếng rất là hay, rất là dày. Và hay và dày như thế nào thì bây giờ các bạn đợi mình đem vào bên trong mình test nhạc luôn thử cho nha. Con này ghép với, bữa mình có cái bao Harman Kardon ghép rất là hay luôn. Bây giờ mình sẽ ghép với một cái bao Acouphase đi, để hôm sau mình sẽ tạo thêm một clip ghép với bao Harman Kardon nữa nha. Giờ cắm điện vào ra này các bạn thấy là ở trên mấy cái nút này nó đều có đèn báo hiệu nha. Khi mình tắt này này đó thì nó không có xanh này, cái đèn này đó. Còn khi mình bật này các bạn thấy xanh không? Cái này phải tắt đèn ngủ, tắt cái đèn là chúng ta làm cái đèn ngủ thì nhìn nó rõ, nó sáng rất là nhiều. Đó, cái đèn này là nó xanh thế này. Ví dụ mình chọn cổng CD này, CD Direct nó xanh, CD Direct nó xanh này. Đó. Bây giờ mình thử nhạc này. Mình play thử nha. Mình đang bấm ngưng. Cái nhạc mình đó, nãy mình nói cái USB mình bán đó nha. Cái nhạc đều là nhạc lót lấy chất lượng cao. Này nãy là mình thử cái bao ha mà ai cũng hay này. Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm năm nhớ nhà nhớ thương từng bạn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng xoáy đá, thương tim một thời qua. Từng bừng đón ta về.
giống với con đường thanh thang tưng bừng đón ta về. Nhìn tổng thể đây là một cái đắt mà xin lỗi, một cái bre Mỹ mà chất âm cực kỳ hay, với cái giá 6.200.000 thì khó tìm được cái bre nào hay như con này. Thì mình xin kết thúc video này tại đây nha. Hôm sau mình sẽ test với cái Harman Kardon để test nhiều loại nhạc các bạn nghe luôn. Mà nếu như mà ai mua rồi thì thôi,